Trường Mầm non xã Tân Mỹ được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 2006. Địa điểm nhà trường đặt tại xóm Khao, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, với tổng diện tích mặt bằng 9.352 m². Cơ cấu tổ chức nhà trường bao gồm 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có 4 chi điểm trường và 21 nhóm lớp với tổng số 479 cháu. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và lòng nhiệt tình hăng say trong công việc, trong những năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Tháng 7 năm 2021, nhà trường vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ký quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với câu nói, hãy dành những điều tốt nhất cho trẻ, đó là điều mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội. Trường mầm non là môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ, vì vậy chúng ta cần tạo ra môi trường tốt nhất để chăm sóc, giáo dục những mầm non tương lai của đất nước. Việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nhiệm vụ xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non với các mục tiêu, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ, giúp trẻ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, làm việc theo nhóm để trẻ được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình, biết suy nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống mà trẻ gặp phải. Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy, sáng tạo, thích thú tìm tòi, khám phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở trường, lớp. Để thực hiện tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2023, trường mầm non xã Tân Mỹ luôn bám sát sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn. Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, xây dựng môi trường, đánh giá sự phát triển của trẻ. Có sự phối kết hợp chặt chẽ để tuyên truyền với cha mẹ trẻ, cộng đồng xã hội hiểu sâu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Thứ nhất, xây dựng môi trường xã hội. Nhà trường xác định xây dựng môi trường xã hội là yếu tố quan trọng, góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo cho trẻ cảm nhận đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường là một ngày vui, giúp trẻ thêm yêu trường, mến lớp, gắn bó với ngôi nhà chung là trường mầm non. Nhà trường đã thiết kế môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ. Trẻ thường xuyên được giao tiếp trong mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với những người xung quanh, một môi trường vui chơi, học tập thực sự tin cậy, hiệu quả. Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ, tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ. Vì vậy, môi trường xã hội là một trong những yếu tố quan trọng hướng đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì thế, hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ hàng ngày phải mẫu mực để trẻ noi theo. Nhằm phát huy hết những kiến thức, kỹ năng của trẻ một cách chủ động, thì giáo viên và những người xung quanh trẻ luôn tôn trọng ý kiến riêng của từng trẻ, khẳng định bản thân, chấp nhận sự khác biệt của từng trẻ. Đánh giá sự tiến bộ của trẻ với bản thân, không so sánh trẻ này với trẻ khác, kiên nhẫn, khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và diễn đạt bằng lời nói. Luôn động viên trẻ bộc lộ bản thân, khuyến khích trẻ tham gia hợp tác lên ý tưởng chơi để cùng phát triển. Khuyến khích trẻ tham gia thảo luận, xây dựng nội quy lớp học, chuẩn bị làm đồ dùng, đồ chơi, sắp xếp, vệ sinh môi trường hoạt động. Thứ hai, xây dựng môi trường vật chất. Môi trường vật chất trong và ngoài lớp luôn đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả trẻ có thể chơi mà học mà chơi, phù hợp với thực tế của nhà trường. Các khu vực trong lớp được thiết kế theo hướng tận dụng các không gian để trẻ hoạt động, đảm bảo phù hợp, linh hoạt,
đa dạng, phong phú. Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Mỗi lớp học đều có đủ các góc chơi, phù hợp với từng độ tuổi, nhà trẻ và mẫu giáo, theo yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Các góc hoạt động có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ. Để tạo hứng thú cho trẻ, giáo viên đã tích cực tạo môi trường lớp học với những màu sắc sinh động, cho trẻ tham gia trang trí lớp cùng cô. Thông qua đó, trẻ yêu thích đến trường, nơi đem lại cho trẻ nhiều điều bổ ích, cũng như được bày tỏ những điều mình mong muốn, được trưng bày những sản phẩm mình làm ra. Góc hoạt động được chia làm hai phần, phần tên góc và phần tổ chức các hoạt động trong góc. Phần tên góc, góc phân vai bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên có sẵn tại địa phương và tích hợp với đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo đã tạo thành đồ dùng đồ chơi hấp dẫn. Với những đồ dùng đồ chơi đó, các cô giáo đã bố trí sắp xếp thành một mô hình trung tâm mua sắm. Ở đây có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Đây chính là góc mở, có rất nhiều những sản phẩm như bánh kẹo, đồ dùng gia đình, phương tiện để phục vụ các chủ đề. Qua góc chơi, trẻ hình thành được kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng xã hội và các kỹ năng khác. Góc học tập được làm bằng những nguyên vật liệu khác nhau, màu sắc hấp dẫn, thu hút trẻ tham gia nhằm ôn luyện, củng cố phát triển nhận thức cũng như tạo ra cơ hội học tập khác. Ngoài ra, các cô giáo đã gắn rất nhiều những hình ảnh hoạt động cho trẻ hoạt động chơi góc mở. Trên các giá, các cô còn chuẩn bị nhiều đồ dùng học tập để trẻ trải nghiệm thực hành. Góc nghệ thuật, chúng tôi đã trang trí gần gũi với trẻ và theo sở thích của trẻ. Trong góc có những dụng cụ âm nhạc khác nhau như trống cơm, trống đắc. Ngoài ra, bằng các nguyên vật liệu khác nhau, giúp trẻ thỏa sức tạo ra các sản phẩm tạo hình khác nhau nhằm rèn luyện các kỹ năng khéo léo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tạo hình. Góc chơi này được thể hiện rất rõ ở sản phẩm tạo hình của trẻ. Góc xây dựng là một góc chơi cần có nhiều kỹ năng phối hợp, liên kết chặt chẽ để tạo nên những sản phẩm chung. Chúng tôi đã chuẩn bị những cây xanh, những nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi khác nhau để trẻ xây dựng nên những ngôi nhà, ngôi trường, công viên, công trình khác theo chủ đề, theo sự tưởng tượng của trẻ. Môi trường ngoài lớp học, cải tạo môi trường, cơ sở vật chất bên ngoài, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để tạo được sự đồng tình, ủng hộ nhằm huy động sự tham gia đóng góp của phụ huynh trong việc xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hiệu quả. Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời, sân vườn có cây xanh, có bồn hoa cây cảnh được bố trí hợp lý trước lớp học và trong sân trường. Vườn rau được tận dụng khoảng đất trống ở đằng sau khu 2 tầng và đằng sau khu 5 tuổi. Những luống rau sạch luôn được cô và trẻ trồng chăm sóc hàng ngày. Khu vực vui chơi với cát, nước, sỏi, trẻ được tiếp xúc với cát, nước, chơi các trò chơi câu cá, thả vật chìm nổi, xây nhà trên cát sỏi. Tại khu vui chơi phát triển vận động, trẻ được vui chơi với các đồ chơi như thang leo, cổng chui, cầu trượt. Trẻ được leo, trèo, bò, chạy, chui qua cổng. Trẻ được vận động cho đôi chân khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai, giúp trẻ phát triển cân đối, hài hòa. Khu vực thư viện của bé được các cô xây dựng bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau, tạo các hình ảnh thân thiện, có tranh ảnh, sách truyện, rối, trẻ cùng nhau đọc sách, xem truyện. Bên cạnh là góc chợ quê, ở đây tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ giao tiếp, hình thành và rèn luyện kỹ năng xã hội. Thông qua đó, nhằm giúp trẻ tái tạo những hoạt cảnh về chợ quê và trẻ hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc địa phương. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí khu vui chơi giao thông cho trẻ, các khu vực để trẻ có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá để trẻ được thỏa sức sáng tạo và hứng thú tham gia vào các hoạt động cũng như các trò chơi dân gian của địa phương. Trường mầm non xã Tân Mỹ có được môi trường vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp chính là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt có sự phối hợp, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần của các bậc phụ huynh, học sinh và sự cố gắng tận tụy sáng tạo của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngày càng hoàn thiện hơn. Trong giai đoạn 2023-2025, để thực hiện tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo,
sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn để nhà trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm học tiếp theo.